Kính thưa quý vị, theo lời yêu cầu của một số phụ nữ cũng như là khán giả nam đòi Dương Đại phải đưa ra những bài thơ Hồ Xuân Hương. Vì có nhiều tài liệu họ đã bị thất thoát, không còn muốn cho tuổi trẻ nó học những cái hay của văn chương Việt Nam. Cho nên chúng tôi cũng cảm ơn ông Thế ông đã sưu tầm được một số bài thơ của Hổ Xuân Hương. Chúng ta nói đến cái bài thơ Bánh trôi nước của Hồ Xuân Hương. Quý vị nhớ ở Việt Nam vào ngày lễ mùng 5 tháng 5 trong mấy ngày vừa qua chúng ta có cái Tết Đoan Ngọ trong cái Tết Đoan Ngọ này thì người ta nói rằng là diệt trừ sâu bọ để mà ăn uống để lấy cái vấn đề được mùa màng tốt cho đất nước trong cái món ăn của Tết mùng 5 Đoan Ngọ ở miền Bắc chúng ta không thể thiếu được cái món chè sôi nước hay là bánh trôi nước thân em vừa trắng lại vừa tròn bảy nổi ba chìm với nước non, quý vị nhớ là cái bánh trôi nước là nó nổi, nó không chìm phải không? lớn nhỏ mặc dù tay kẻ nặng mà em vẫn giữ tấm lòng son, cái thơ của bào dương dương nó nhẹ nhàng như thế đấy. Tại vì người thích ăn lớn thì người ta làm viên bánh tròn lớn, người ăn nhỏ thích nhỏ thì là bánh trôi nhỏ, người thích thì cho ở trong là đậu phụng có người lại thích cho trong đó là hạt sen cho nên tùy theo cái tính người và cái khẩu vị nhưng mà bánh trôi nước là một cái món không thể thiếu trong cái menu ngày Tết đoan ngọ của Việt Nam rồi khi nói về vấn đề nghịch ngợm của bà Hồ Xuân Hương mà nhiều người lâu nay được truyền trong dân gian là bài thơ Vịnh Cái Quả một lỗ sâu sâu mấy cũng vừa thì tôi xin thưa thêm quý vị nhé thanh niên lớn lên ở Hoa Kỳ họ không biết cái quạt của Việt Nam quạt này là quạt giấy quạt nan chúng ta có quạt mo là cái mo cau rơi xuống và người ta cắt lấy cái hình như cái quạt để người ta quạt về mùa hè đó là quạt mo thằng bờm có cái quạt mo quý vị nhớ bài thơ đó không phú ông xin đổi ba bỏ chín châu còn cái quạt mà chúng ta nói của bà Hồ Xuân Hương ở đây là cái quạt giấy làm bằng nan che xong rồi người ta lấy giấy bản người ta phết ở ngoài để cho nó kín lại có thể xếp lại được và có thể mở ra tại sao gọi là giấy bản ngày xưa ở việt nam giấy bản có hai cái lợi thứ nhất nó mỏng thứ nhì nó dễ chắt hồ cho nên người ta lấy giấy bản người ta chát lên và che lên cái bộ nan bằng tre thành ra cái quạt hình tam giác xếp lại khi nào bốn quạt nảy một cái thì quạt mở ra và nó có nhiều những cái lỗ một từ cái nan này qua nan khác một lỗ sâu sâu mấy cũng vừa duyên em dính dáng tự bao giờ phảnh ra ba góc ra còn thiếu có nơi thì bảo phảnh ra ba góc ra còn méo và tôi nghĩ là còn thiếu thì đúng hơn khép lại đôi bên thịt vẫn thừa là vì cái quạt nan đó mà xếp lại thì hai bên này giấy giấy bản nó vẫn thừa ra và mà diễn tả rất là sống động phành ra ba góc ra còn thiếu khép lại đôi bên thịt vẫn thừa mắt mặt anh hùng khi vắng gió có người thì là bảo mắt mặt anh hùng khi tắt gió che đầu quân tử lúc xa mưa. Tại sao vậy? Là vì ngày xưa các cụ, các ông đi chùa, đi nhà thờ, khi mà trời nắng thường lấy cái quạt để che đầu, cho đỡ nắng. Mà lỡ có mưa nhẹ nhẹ thì cũng che đầu để đỡ bị nước mưa. Cho nên bảo mắt mặt khe anh hùng, mắt mặt anh hùng khi vắng gió. Nếu trời mà không có gió thì quạt rất là mát, quạt tay che đầu quân tử lúc xa mưa nếu bị những cơn mưa xuân những cơn mưa vào nhẹ nhẹ thì người quân tử lấy cái quạt che đầu không bị ướt trước khi đi vào đến chùa trước khi đi vào đến nhà thờ nâng niu ướm hỏi người trong chướng là vì khi chúng ta quạt là chúng ta phải nâng niu cái quạt nếu không thì nó rách và nếu không thì nó sẽ không mát cho nên mà khéo nói nhân cách hóa cái hành động quạt của một người Đối với cái quạt giấy, quạt nan Nâng niu ướm hỏi người trong chướng Là về cái quạt nó bao giờ ông cầm quạt vào Giấu quạt ra đâu Cho nên là cái người ở phía trong Tức là chủ nhân của cái quạt Phì phạch trong lòng đã sướng chưa Kim Thanh rất gợi cảm Gợi hình là cái chữ phì phạch Phì phạch nó có hai nghĩa Nghĩa đen tức là chôn ra quạt Một cách giống như là nó kêu phì phạch Nghĩa bóng là nó nói lên Cái sự thỏa mãn lên xuống của con người cho nên cái bài thơ Vịnh cái quạt của Hồ Xuân Hương cho đến giờ này trong lịch sử của loài người tôi có thể nói một cách mạnh mẽ. Trong loài người nói chung và Việt Nam nói riêng chưa có một bài thơ tả một cái quạt nào mà nó lại gợi cảm, gợi hình đến như bài thơ của bà Hồ Xuân Hương. Một lỗ sâu sâu mấy cũng vừa duyên em dính dáng từ bao giờ. Phành ra ba góc ra còn thiếu khép lại đôi bên thịt vẫn thừa mát mặt anh hùng khi vắng gió che đầu quân tử lúc xa mưa nâng niu ấm hỏi người trong tướng phì phạch trong lòng đã sướng chưa rồi đấy là chúng ta nói về kết quạt, thì chúng ta phê bình là bà này tâm hồn của bà ấy không có khỏe mạnh bà ấy nói những cái chuyện gì đâu một câu đôi ý làm cho người ta trở thành khó chịu nhưng mà chúng ta nói về văn chương đây cảnh thu Bài thơ Cảnh Thu của tác giả Hồ Xuân Hương Thánh thót tàu tiêu mấy hạt mưa Khen ai khéo vẽ cảnh tiêu sơ Xanh ôm cổ thụ tròn xoe tán Trắng xóa chàng giang phẳng lặng lờ Bầu dốc giang sơn say chấp rượu Túi lưng phong nguyệt nặng vì thơ Ơ hay cánh cương ngơ người nhỉ Ai thấy ai mà chẳng ngẩn ngơ quý vị thấy nó tuyệt vời không là một người văn chương thi sĩ cho nên lúc nào có bầu thơ thì phải đi với túi rượu bầu dốc giang sơn say chấp rượu túi lưng phong nguyệt nặng vì thơ cho nên hồ sơ là một tâm hồn bác học là một tâm hồn bình dân là một tâm hồn vạn kỷ của đủ loại thời gian và loại người Chúng ta nói văn chương cũng có, nói về tục cũng có, nói về thanh cũng có. Đâu đâu cũng có hình ảnh Hồ Xuân Hương luẩn quẩn và lãng vãng trong tâm hồn thi sĩ của chúng ta. Không có thể bút nào tả xiết cho một cái con người tài ba như Hồ Xuân Hương. Rồi chúng ta lại có một bài thơ tự tình. Tác giả tự tình nói rằng tiếng gà sao sát gáy trên vòm. Oán hận trông ra khắp mọi tròm. Mõ thảm không khua mà cũng cốc Chuông sầu chẳng đánh cớ sao om Trước nghe những tiếng thêm dầu dĩ Sau hận vì duyên để mõ mò <laughs> Đến đây thì chúng ta đã lên đến tột đỉnh của Văn chương Bình Hồ Xuân Hương rồi Cho nên nàng nằm là nghĩ đến suy nghĩ đến cuộc đời Nghe cái tiếng gà sao sát gáy trên vỏ Mất ngủ không ngủ được canh một canh hai canh ba vẫn gà sao sát gáy vì cái chỗ không ngủ được và vẫn là một thân phận đơn côi bị oán hận trông ra khắp mọi tròm nghe tiếng gà gáy nhìn ra ngoài với cái lòng đầy oán hận tại sao gọi là oán hận mõ thảm không khua mà cũng cốc quý vị biết là cái mõ là phải có đánh thì nó mới kêu cốc mà đằng này mõ thảm không khua có ai đánh đâu mà rồi cũng nghe tiếng cốc của tiếng mõ Quý vị đã thấy cái sự nhân cách hóa Thi vị hóa và tưởng tượng hóa của Hồ Sơn nương. Khi nghĩ đến một cái mõ mà bị Gõ kêu cốc Mà không có người đánh <laughs> Siêu Việt Thế thì cái mõ thì nó phải đi với cái chuông Chuông sầu chẳng đánh cớ sao ôm Bảo ta là một người đang nghĩ đến cái chuông giờ này nó có nghĩ cần phải đánh chuông gì làm gì mà sao vẫn thấy trong tiếng chuông nó có sự o mách có sự đau khổ và âm thầm chịu đựng trần chọc dây dứt lúc nửa đêm tuyệt vời con người thèm khát yêu đương và muốn được yêu đương trước nghe những tiếng thèm rầu rĩ vì bà ta càng nghĩ thì bà ta càng rầu rĩ cho tâm hồn cho oán phận cho số phận long đong của một nữ nhi sau thì hận vì duyên để mõ mòm sau thì bà ta hận vì cái duyên của bà ta giờ này vẫn lẻ phận vẫn chơ gan cùng tế nguyệt mà không có một đấng lang quên hồ xuân hương là một con người giàu trí tưởng tượng và lại vấn đề phong phú về triết lý nhân sinh tài tử văn nhân ai đó tá thân này đâu đã chịu giả tom Bà ta nghĩ rằng tài tử thiếu gì Trong khi bà ta vẫn còn phong phú Phong độ Thì chưa phải là một cái thân có thể chịu tả Chịu giả để mà đi vào quên lãng Cho nên chúng ta thấy Nói về cái thơ Phong phú để mà tả Một nghĩa, hai nghĩa, ba nghĩa Tây nó gọi là sang phi huy Tức là nghĩa bóng Và sang pop rồi Là nghĩa đen Thế thì thơ của Hồ Xuân Hương không còn nghĩa bóng nghĩa đen mà nó còn thêm một nghĩa nữa là cái nghĩa tâm linh là một cái sự bà đã lồng tình yêu vào trong thơ bà đã lồng cái sự cô đơn của một người phụ cô một một phụ nữ về đêm khi nghĩ đến cái vấn đề duyên phận lẻ bóng bà đã lồng vào một cái nhân sinh quan của con người trong thi sĩ để chúng ta hiểu được cái thân phận bẽ bàng của một đời người tài hoa nhưng mà lại không được may mắn nhiều xuân hương sau này chúng ta sẽ có nhiều dịp để chúng ta bàn về những cái bài thơ tuyệt vời của Hồ Xuân Hương khi nói về những cái cảnh gọi là thân phận bẽ bàng của người con gái. Và là bà là một người tình cảm phong phú khi bà làm lẽ một ông tổng gọi là ông phủ đốc tường khi qua đời bà là những bài thơ rất thống thiết. Kính thưa quý vị đến đây chúng tôi xin tạm dừng câu chuyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị một ngày phút bên người thân yêu và ước mong những giây phút vừa qua đã đem đến cái sự tuyệt vời của thơ Hồ Xuân Hương cho quý vị. Xin ơn trên phù hộ chúng ta.